Hello, xin chào mọi người, lâu lắm rồi mới gặp mọi người. Bây giờ là mình đang trên đường đi Las Vegas. Hôm nay có dịp con gái mình đi hội nghị, đi conference của Leadership Conference cho mấy đứa mà bố năm học sau mà nó dẫn đầu của cái trường đó. Ở Việt Nam kêu là cái gì ta? Sinh viên hả? Đại diện sinh viên đại khái vậy đó. Đại diện sinh viên thì họ cho đi hội nghị rồi cho đi học hỏi, học tập nè. Thì cái thành phố cách xa thành phố muối của mình là 4 tiếng lái xe, và bây giờ mình đang trên đường tới đón bé. Và chỗ đó cách Las Vegas chỉ có 2 tiếng thôi, 2 tiếng 1 tiếng rưỡi thôi. Khoảng 2 tiếng rồi tiền rồi gia đình mình đi chơi luôn. Và sáng nó có ông anh mình ở bên tiểu bang khác, từ bên Florida, năm sáu năm rồi chưa gặp, thì hẹn nhau đưa gia đình mình đi tới ba xe luôn. Ba bốn gia đình phải không? Bốn gia đình không? Năm. Năm gia đình. Đi năm gia đình. Lần đầu tiên mà đi tới năm gia đình rồi. Khí hậu ở đây nó hơi hơi nóng. Las Vegas là 110 độ. 110 độ là bao nhiêu độ C? Khoảng 40 độ C, 40, 41 á. Rất là nóng luôn, cháy ra. Ok thôi, hẹn mọi người tí xíu nữa là mình quay đi đâu đi. Có chị nào đang đứng ăn mì gói. Chị này trong xe cũng đang ăn mì gói nè. Có người đang ăn mì gói. Ba cái đồ mì ăn. Bây giờ là tới trường đại học rồi đây mọi người ơi. Đây là khuôn viên trường đại học ở Nam, thành phố Utah. Thành phố San Jose, thành phố Utah. Xe bus nó tới rồi kìa. Nhưng mà nó ở cái phép thu gì phải không? Sweet thu. Cái này là không phải group của nó, khác. Oh, đây nè, chỗ nó ở là cái mảng như cái hotel vậy ha. Suite đúng không? Ừ. Vô đi. Need to go check for em. Giờ đi vô đón em. Đang trở lại để đi vô trong núi. Đứa trẻ làm hai thằng con đường. What hits the ground first? A better or the depressed kid? Trên đường tới Las Vegas mình ghé vô tiểu bang này là Arizona mua yeah, lottery. Chúng 400 triệu hả? 400 triệu hả? Ôi da, đây nóng quá, quá nóng luôn. 110 độ. Sa mạc. Sao 8 tiếng? Phải không? 8 tiếng, 7 tiếng. 9. Gì 9 tiếng dữ nha. Mình đi 9 giờ 15 giờ 6 giờ 15 rồi. Ôi cha. Đi tại vì đợi con cái đã tới Las Vegas. Nóng trời ơi, nóng ngập thở luôn. Giờ ra ngoài là chỉ có nước nhảy xuống hồ bơi thôi, chứ ra ngoài mà khô khô vậy là không có rồi, mình có chỉ có nước nhảy xuống mới đỡ thôi. Nóng quá. Welcome in.
Phở màu xanh. Don't touch any of this, okay? It's gonna charge and spend a lot of money. Just leave it. Oh yeah, when you get to your Samsung. Don't touch it, then it'll have Samsung. Of the cars. Wow. T-Mobile Arena. And no, he didn't. And Joel has like, we're talking, he's gone forever. He kidnapped. He drowned. My mom's like, no, look, he's right there. Can't you not see him? And then Jennifer tried drowning me. Yeah, I know. Okay. And then you tried to save both of them. Thank you. Like, this is a savior. I barely couldn't because they were pulling me down, too. Jennifer is actually not funny for doing that. And we're going to Key West. Go on, like, I see the he's calling me. Go how I like, I see him. You see who's calling me? You know, go how I said, well, we're going to Key West. Giờ đã check vô hotel rồi, bây giờ đi bộ hoặc là đi bộ đi vòng vòng rồi tí nữa đi mới đi ăn tối đây, gặp đây. Giờ cũng đi xuống mà. Giờ đi xuống mà. Hỏi đi, hỏi với nhau hay mấy nhà đó đi đâu? Giờ đi bộ đi kiếm đồ ăn đây mọi người, wow, ở ngoài nó nóng, cái gió tạt nữa. Là đang 90 mấy độ. Bên kia là sân vận động đánh boxing, đánh UFC đây mọi người. T-Mobile Arena này. Đây họ xây theo kiến trúc ở bên New York. Đi. Đi. Đây là hình cô gái đang chùi deep. Ok. Các em đang đứng chụp hình. Oh,
giờ cả đám đang đứng để đi qua đường đây, để đi qua cái cầu, đi qua cầu đó, đi vào ngược lại, vòng ngược lại đi qua đây đi ăn, xe màu trắng đẹp lắm. Hi guys. Đây mỗi gia đình một món. Mời mọi người ăn cơm tối. Cơm tối nhanh gọn lẹ, khỏi lái xe. Ngày đại lộ Las Vegas về đêm. Sắp sửa làm triệu phú hết rồi. Tối này vô đó nha. Tham lên. Sau khi ăn xong thì phố đã lên đèn. Hình như chú Ben đi phía bên này nè. Đi phía bên đây rồi, đi đi với chú Ben rồi. Giờ cho các em đi vô mấy quầy quầy tem của các em nhỏ. M&M, đây là cái hãng bán kẹo, bán kẹo đậu phộng. Đông ghê ta. Cho nên trong quay phim mà không có bay. Không những bán kẹo mà bán quần áo nữa. Oh, demo upstairs. Đâu quá trời kẹo. Trong đây là quá trời kẹo của hiệu M&M nè. Kẹo chocolate. Đi đi lại đây đi. Đông người quá trời. Đây là thiên đàng của mấy em nhỏ. Đi lòng vòng đi lên rồi lại đi xuống đấy, có tới 3 lầu bán toàn kẹo và liên quan và kẹo M&M. Las Vegas về đêm lúc nào cũng đẹp.